Quan coi nè, có mấy cái hộp trong chất lượng nè, 5 muỗng canh passion fruit này, với lại bạn bỏ vô cho mình 1.5 cup nước rồi bỏ đá lên đầy lên vậy thôi. Quá ngon các bạn hả? Uống gần hết rồi, uống đi. Cái khác ok, nước uống giải khát ngon, làm tại nhà, chanh muối passion fruit rất ngon nha. Đó, bởi vậy có những lúc có những cái mà mình những món ăn mình tự làm được các bạn đó, mình không cần ra tiệm mình cũng có ăn. Xin chào bạn. Xin chào. Bạn đang làm cái gì vậy bạn? Đang làm nước giải khát. Nước gì vậy? Cái này nó gọi là passion fruit tea, một sản phẩm của đại hàng. Nước giải khát chanh dây. Cái này là chanh dây mà bữa mình đi tiệm đại hàng mình mua các bạn. Đó, hôm nay mình sẽ làm thử là ngon. 5 muỗng tablespoon đó hả? Đưa mình coi cái muỗng các bạn coi. Đó các bạn, 5 muỗng tablespoon. Bao nhiêu nước? Cái này hơn 1 cup nước á. Cái đó, cái này khoảng chừng 1.5 cup nước mà. Sao nhiều nước dữ vậy? Bỏ đá lên à, giải khát. Nước chanh dây. Xin mời. Xin mời. Đang khát nước. Ngon quá, hấp dẫn nha. Cái này review, uống thử luôn ngon. Cái này là nước chanh dây các bạn. Chanh dây từ cái này làm từ Korea. Sao Korea. Cái này coi như là 1 kg. Thơm hả? Thơm lắm luôn. Hấp dẫn nha. Có đường, có mật ong. Có mật ong các bạn. Cái màu đẹp quá không? Có mấy hộp dưới đây nữa. Có nước chanh trong đây. And the passion fruit flavor. Ăn coi nè. Có mấy cái hộp trong. Chất lượng nè, 5 muỗng canh passion fruit này. Với lại bạn bỏ vô cho mình 1.5 cup nước rồi bỏ đá lên đầy lên vậy thôi. Đó, công thức nè. Uống ngon. Uống điện nha. Thơm các bạn. Nó phải bỏ trong tủ lạnh, sau khi mở ra phải bỏ tủ lạnh, không nó mốc không chín. Rất ngon luôn. Quá ngon các bạn. Uống gần hết rồi. Uống đi. Cái khác. Ok. Đủ rồi. Mình cho 10 điểm các bạn. Rất ngon. Hủ này 9 đồng. Hủ này 9 đồng mình nghĩ khuấy ít nhất cũng hơn 10 chai. Coi như là khuấy được 10 chai không? 10 ly không? Dạ, 20 ly có đó. 20 ly. Nghĩa là cái này 1 kg, nhưng bây giờ mình đồng 5 muỗng này thì được bao nhiêu gram? Tính ra là biết rồi. Nghĩa là khoảng chừng 20 chai đi. Coi như là một 90 cent, 45 cent. Hùng nghĩ nè, Hùng muốn được bao nhiêu chai? Tùy theo nặng nhẹ nữa. 5 muỗng. 5 muỗng tính 50 gram đi. Nghĩa nặng hơn. Tức là 100 gram thì được 2 ly. Ngon quá. Thì 20 ly đó. Hấp dẫn các bạn ơi. Hết sảy luôn.
nước uống giải khát ngon, làm tại nhà. Chanh muối passion fruit rất ngon nha. Đó, bởi vậy có những lúc, có những cái mà mình, những món ăn mình tự làm được các bạn đó, mình không cần ra tiệm mình cũng có ăn. Nhiều khi các bạn ra tiệm người ta cũng lấy này người ta bỏ vô, người ta khuấy nước cho bạn uống hả, mình đâu biết đâu, đúng không? Mình làm tại nhà không cần ra ngoài tiệm nha, rất ngon luôn. Đây mình giới thiệu cho các bạn, cái này làm ở Korea các bạn, ngon lắm. Hình như Costco đâu có bán cái này các bạn, chai bự hơn gấp 2 lần này, hình như 2kg á. Để bữa nào mình thấy mình mua, đây mình mua tiệm Korea thì nó bán cái này 9 đồng. Costco nó bán cái size double này, mình không nhớ giá bao nhiêu mà có bán. Rất ngon nha, xin mời ông bà cô chú và các bạn thưởng thức passion fruit, chanh nước chanh dây với gia đình mình nha. Ở ngoài trời hồi nãy mình ra ngoài đường, mình ra phía sau nhà các bạn thấy nó ấm lắm nha, mà sao sao nó nói ngày mai trời rất lạnh, đầu bão mà sao bây giờ lại ấm ngộ ghê luôn. Thôi bạn mình thấy khát nước nói giờ lấy gì uống, rồi lấy cái này uống, pha uống nhìn ngon chứ sợ, uống ghiền thì mình uống hết, bạn say bạn khuấy cho mình uống hết trơn luôn, thấy nó ngon thích. Rất ngon, để mình khuấy luôn đi cho mẹ mình. 5 muỗng canh passion fruit có nó ngon cỡ nào. Bạn mình nhiều khi có những công thức đặc biệt không các bạn? Đó các bạn, lên quấy đều lên. Đó, cái ly mình cũng cao rồi, nhìn mới đẹp rồi các bạn. Thì bạn mình trả bạn ly nè. Dạ, thử coi ngon không? Hôm bữa mình mua ở Korea đó. Korea? Sao? It's very sweet. Ở đây not 5 tablespoon. Maybe less, yeah. It feels like more like a sweet tea. Yeah. Than a tea. Oh. But it tastes good. It tastes good. Right? Well, not a drink recommended for diabetic people. It's like a juice more than a drink. More than a tea. Mm. If that makes sense. Nước giải khát các bạn. Đúng không? Ngon. Trong mấy điểm? Yeah, trong mấy điểm? 5 điểm. I think it's all sweet. Okay. For, yeah. Cho con mình nó nói là nó hơi ngọt. 5 muỗng này các bạn bỏ cho 4 muỗng thôi. 4 muỗng được rồi. Mình nghĩ 4 muỗng được rồi các bạn. 4 muỗng. 4. 4 muỗng này. Với lại 1 cup nước. Bỏ đá thôi, vậy thôi. 5 muỗng hơi nhiều đúng không? 4 muỗng thôi. Con cho mấy điểm? 10 điểm. 10 điểm. 10 điểm. Con lại cho 10 điểm rồi, cảm ơn nha. Cho em rất ngon các bạn ơi. Bỏ lại nước vô cho em. More water. Put more water in there. Yeah, I think more water will help us a lot. Này. Water rồi, cho mấy miếng. Uống kia. Thằng này đó, nó thích thiệt các bạn ơi, khó chịu. Thôi, quậy lên, đổ cho nó đi miếng. Cái gì lắm à. Rồi, kế đi miếng. It felt refreshing. A little bit? Yeah. Is how you pour like this? Yeah. Còn nước lắm. Oh, sao? It's dripping a little bit. Yeah. It's fine.
lấy cái này vừa. Bốn muỗng các bạn ơi. Ba à, năm muỗng chưa hết không? Too sweet. Bốn muỗng. Bốn muỗng này với một cốc nước. Năm muỗng ngọt á. Cũng thật ít đó. Cái ship này con ít được luôn á. Ngon không? Không lý á. Thường các bạn không cần đi ăn ngón cà phê nha. Cũng có passion fruit ít chứ. Như nó thường là nhờ. Mấy cái này làm khoảng chừng là cái này làm khoảng từ 12 ly vậy bạn. 9 chia 12 bằng cộng với kem. You're 1.75. Big quarters. 75 cent các bạn. Nghĩa là bấm 75 là mà bấm 75 cent 75 75 cent ly. Bạn đâu mà tiệm bán các bạn 10 đồng một ly. Giờ bỏ nước vô vậy cho mấy điểm. No. If it was a little less, I'd probably give like 10. More less. If it had less. Mm. But yeah, it's good. 10 điểm. 10 điểm hả? Yeah, 10 điểm. If the if there's less, maybe it's easy. Nó nói là pha lợt đi chút xíu là 10 điểm, mà nãy chỉ 8 điểm thôi. Nhìn 10 điểm. Có lạc là cho 10 điểm mà. Đây. Mình giới thiệu các bạn passion fruit. Rất ngon nha. Đây, passion fruit bạn. Mình xin tạm dừng video ở đây. Xin chào. Bye bye. Xin bạn bấm một like để ủng hộ cho kênh của mình. Và nếu chưa subscribe, bạn bấm subscribe ở dưới để xem những video mới. Thanks for watching.